Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh team làm của mình là channel dạy breaking từ cơ bản trở nâng cao. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một bước go down nữa. Tuần trước mình học back squat thì hôm nay chúng ta sẽ học front squat. Ok, để hình động tác này chúng ta hình như sau. Đầu tiên đặt chân trái trước theo hướng mũi tên, sau đó hạ người xuống tung cước đá. Oh, sorry các bạn, không làm game nữa. Vô lại bài. Đầu tiên, chúng ta đặt chân lên trước, hạ trọng tâm xuống, hơi dồn lên trên, tay đặt bên trái. Và sau đó khi chúng ta quét tay thế này bên phải thì chân của chúng ta sẽ đá qua. Rồi, and swept. Tương tự với bên còn lại, chúng ta đặt chân phải lên trước, hạ trọng tâm xuống, hơi dồn về phía trước một tí, đặt tay bên phải, gạt qua bên trái, thị chân quét qua. Ok. Front swept. Ok, và các bạn chú ý ha, đó là hai combo chúng ta. Và trong quá trình tập luyện thì các bạn hãy chú ý đến vị trí hook này. Ok, đây là một vị trí rất là quan trọng khi mình tập luyện cái front swept. Đây, khi mình bước chân lên, hạ chân xuống, quét qua thì cái bàn chân này quét vào tạo thành một cái mũi câu như mình câu cá các bạn. Rồi, thì cái mũi câu cá thì nó phải chắc và sắc bén thì động tác mình sẽ cực kỳ good ở vị trí này, front swept. Và cái khúc này nó áp dụng được trong tất cả các footwork đẹp hay không, đó là do những cái hook như thế này. Ok, làm lại một lần nữa. Stop. Ok, và đó là phần lưu ý của bạn. Và mình có một cái phần riêng để nói về làm sao tập hút cho đẹp. Mình sẽ để nó ở đây để các bạn tham khảo nhé. Và hãy kết hợp với nó với âm nhạc nhé. Và đó là low five music. Và bây giờ hãy đến hum pop. Ok, để bùm bắp, hãy tăng tốc lên với lại breakbeat. Là break beat. Ok, và chúng ta đã kết hợp với nhạc. Chúng ta có một phần lưu ý về hook. Và đặc biệt là chúng ta học được một bước front swept cực kỳ hữu dụng để chuyển từ những động tác từ tầng cao xuống tầng thấp. Và các bạn có thể bên những bộ môn khác như hip hop, dance, popping, tất cả mọi loại nhảy đều áp dụng, để có thể áp dụng động tác này để làm cho cái combo của mình, cái bài beat của mình trở nên đa dạng và phong phú hơn. Ok, và bài học ở đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn like và subscribe cho kênh của mình. Đăng ký team làm, rảnh làm vài move. Ok, Vinh Nguyễn, phòng team làm. Peace out.